Nguyệt Nga lại nhớ Lục công tử nữa rồi. Như vậy làm sao đọc sách được hả em? Chị cứ chọc em, lúc nào cũng cho là em nhớ Lục công tử. Không phải như vậy đâu. Chị còn biết em đang lo lắng về chuyện thi cử của Lục công tử nữa kìa. Không đâu. Thật ra em cũng không hiểu sao đến giờ này mà Lục huynh vẫn chưa về chịu tang mẹ. Người như chàng chắc không chịu nổi tin mẹ mất. Chỉ tại vì mẹ chàng không cho phép báo tin, chứ không...